Thì đây là một con máy của anh khách mua của Hoàng Kiên gần một năm rồi thì chỉ còn khoảng tầm mười mấy 20 ngày nữa thôi là hết bảo hành. Và hiện tại thì ở phía dưới kính lưng đã có vỡ một xíu thôi. Nói thật với anh em ấy là nếu mà vỡ như này thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Như em ấy, em mà bị một xíu như này nhá là em cũng không để ý đến đâu mà cũng không muốn thay. Nhưng mà anh em biết rồi đấy, Hoàng Kiên thì có chính sách bảo hành rơi vỡ sửa chữa free. Mặc dù cái con máy này nhá, nó cũng chỉ còn bảo hành mười mấy 20 ngày nữa thôi mà nó cũng chỉ bị một xíu như này thôi, nhưng mà khách hàng vẫn muốn được hưởng cái quyền lợi là thay kính lưng miễn phí thì bọn em vẫn ok, áp dụng đúng chính sách bảo hành rơi vỡ sửa chữa free. Nói thật nhá, tâm lý của em nhìn cái con này không muốn thay đâu. Đã rơi vỡ thì rơi cho nó bõ. Nhìn một xíu như này cảm giác thay nó cứ bị phí ra. Nhưng mà cái chính sách của mình nói là mình phải làm. Nhu cầu thẩm mỹ của từng người ấy thì cũng khác nhau. Như hôm trước nhá, thì có một anh mang qua ấy, cũng vỡ một tí góc thì em cũng trêu em bảo là ui anh ơi, anh phải thay đi, Hoàng Kiên bảo hành thay miễn phí cho anh đấy. Anh mà còn bảo hành được thay kính lưng miễn phí đấy. Nhưng mà anh bảo là có một tí thôi thì anh thay làm gì kệ nó. Lúc nào anh vỡ nhiều thì anh thay sau. Đấy, thì là cái nhu cầu thẩm mỹ của từng người nó khác nhau. Còn có người cảm thấy ấy, vỡ một tí như này là không chịu được. Còn kính lưng như này nhá, bị vỡ một xíu, anh em muốn thay thì em vẫn áp dụng chính sách bảo hành rơi vỡ sửa chữa free vẫn ok anh em nhá. Nhưng mà anh cũng hỏi là màn hình của anh ấy nó có bây giờ có nhiều vết xước rồi thì có được thay miễn phí không? Với cả pin của anh còn có 90% thôi thì có được thay luôn không? Tham lam. Em cũng nói luôn nhá, là màn xước ấy là em không thay đâu nhá các bác. Các bác ấy làm rơi vỡ kính ok em sửa free. Chứ bác nào cũng mua máy về xong rồi cứ dựa vào cái chính sách sửa chữa free rồi dùng như phá cường lực thì không dán, ốp thì không ốp, cứ hơi xước tí lại muốn thay thì chết em. Với cả ấy là quả pin ấy nó cũng phải đủ điều kiện xuống khoảng 80 81% ấy thì em sẽ thay miễn phí, còn tận 90% là quả pin này vẫn rất là ok. Mà giờ anh em đi mua máy cũ nhá, pin 7x 8x là chuyện bình thường, muốn kiếm quả pin 90% ấy đôi khi còn khó nhá. Nhiều khi ấy, các bác cũng phải thương, hiểu và thông cảm cho bọn em một chút. Chính sách bảo hành em đưa ra ấy, thì nó cũng phải đủ điều kiện thì mới có thể áp dụng được. Bọn em thì em cũng không ngại là cái việc bảo hành cho anh em đâu. Và anh em yên tâm ấy, là em luôn đảm bảo mà quyền lợi cho anh em một cách tốt nhất. Thế nhá.